chúng ta đã không còn xa lạ gì với những tựa game gacha đến từ nhà phát hành miHoYo. Từ năm 2016, sự ra mắt của Honkai Battle đã tạo nên cơn sốt toàn cầu. Trò chơi mang lối đồ họa anime cùng với hệ thống nhân vật vô cùng đa dạng, thu hút vô số người chơi thời điểm đó. Đến năm 2020, Genshin Impact ra mắt và trở thành một siêu phẩm bùng nổ với cốt truyện cuốn hút và đồ họa được đầu tư cực kỳ khủng khiếp. Cho đến nay, cả hai siêu phẩm trên vẫn giữ được độ hot của mình. Giờ đây, nhiều người chơi đang vô cùng mong chờ vào tựa game gacha tiếp theo đến từ miHoYo, Honkai Star Rail. Liệu rằng tựa game này có xứng tầm siêu phẩm? Liệu rằng Honkai Star Rail có thể đạt được thành công như hai người đàn anh của mình? Hãy cùng Mọt đánh giá chi tiết ngay trong video này nha. Sở dĩ hôm nay có video này là bởi tôi thấy anh em fan miHoYo trong này khá là đông, ai cũng hấu siêu phẩm này. Bản thân Mọt cũng là một người nghiện gacha, chỉ là gacha thôi nha, chứ không có nghiện waifu nha. Thật tình, mình là thằng thích may rủi hơn là 100% chắc cú. Cái cảm giác sung sướng khi Ron đã được một nhân vật hiếm, nó khó tả thực sự. Chỉ thiếu nước cái là hét lên ầm trời cho cả xóm nghe vậy thôi á. Anh em đã vào động, xem video và nghe về gacha thì chắc chắn cũng sẽ hiểu cái cảm giác này của mình nha. Đồng cảm, đồng cảm. Chính vì thế, từ Genshin Impact, Honkai Impact 3, Fate Grand Order, mình đều trải nghiệm cả rồi. Dĩ nhiên là với một đứa bận rộn có gia đình như mình thì mọi thứ cũng chỉ dừng lại mức độ nào thôi. Chủ yếu là sang free và me me nhận quà đền bù sao bảo trì. Vì thế, mỗi ngày chúng mình đều lướt hóng thông tin về Honkai Star Rail để tìm kiếm những thông tin, video hay các sự kiện của sản phẩm. Chỉ cần game ra mắt liền tâm đi, mình chắc chắn sẽ có một video review cực kỳ chất lượng dành cho anh em fan cứng. Còn ở video lần này, chúng ta chỉ có thể nhận định và đánh giá sơ bộ những hình ảnh đầu tiên của sản phẩm mà thôi. Nào hãy vào đầu của một mobile để chúng ta cùng nhau khai sáng. Cốt truyện tiềm năng. Cũng giống như Honkai Impact 3 hay là Genshin Impact, cốt truyện của Honkai Star Rail chính là một trong những điểm ăn tiền nhất của tựa game này. Bước vào thế giới của game, ta sẽ bước vào chuyến hành trình trên chuyến tàu Astro Express, khám phá những bí ẩn về vũ trụ trong game. Thế giới của Honkai Star Rail là sự kết hợp giữa yếu tố huyền ảo và khoa học viễn tưởng, mang đến nhiều ấn tượng cho người chơi. Ngay khi bước vào tựa game, ta sẽ vào vai Trailblazer, được đồng hành cùng với Match 7 và Dan Hang trên hành tinh Charilo 6 để giải quyết một số vấn đề trên hành tinh này. Từ đây ta sẽ gặp một số vấn đề và phải trốn dưới lòng đất, tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình để khám phá vô vàn bí ẩn đang chờ đợi phía trước. Có thể nói cốt truyện của Honkai Star Rail khác biệt hoàn toàn với Genshin Impact hay Honkai Impact 3, hứa hẹn sẽ để lại nhiều dấu ấn trong tương lai. Có một điểm vô cùng tuyệt vời của các tựa game nhà miHoYo là được đầu tư cốt truyện cực kỳ bài bản, chi tiết và có chiều sâu. Từ cốt truyện chính của game cho tới cốt truyện nhánh từng nhân vật phụ luôn luôn được liên kết chỉnh chu, rõ ràng. Và có lẽ vì thế Honkai Star Rail được cộng đồng trong nước và quốc tế đón chờ sẽ tạo nên một nền tảng cốt truyện mới, mở ra nhiều hướng để khám phá hơn. Thậm chí, có người còn mong muốn sản phẩm này có thể tạo nên một mạch manga liên kết được với cả ba tựa game kinh điển của đơn vị này là Honkai Impact 3, Genshin Impact và Honkai Star Rail. Ôi trời ơi, hỏng quá nè. Đồ họa được đầu tư kỹ lưỡng. Cũng giống như Honkai Impact 3 và Genshin, Honkai Star Rail được xây dựng dựa trên lối đồ họa anime đã vô cùng thành công của miHoYo. Thế nhưng các nhân vật cũng như thế giới của Honkai Star Rail vẫn có những điểm độc đáo của riêng mình, không thể lẫn với bất cứ tựa game nào khác. Thiết kế 2D và hoạt ảnh gacha quả thực được vẽ vô cùng tỉ mỉ, cực kỳ đẹp mắt. Tạo hình 3D cũng mang đến trải nghiệm rất tốt về mặt thị giác. Các nhân vật đều được thiết kế để thể hiện rõ cá tính của riêng mình. Ngoài ra, các chi tiết trong thế giới của Honkai Star Rail đều mang hơi hướng khoa học viễn tưởng, hiện đại và thực tế, không thần thoại thơ mộng như Genshin Impact. Cũng chính vì lẽ đó, từng chi tiết nhỏ nhất cũng được nhà phát hành đầu tư kỹ lưỡng để đem đến trải nghiệm thực tế nhất cho người chơi. Nhìn chung, thiết kế nhân vật và hình ảnh của Honkai Star Rail khá là ổn, bởi là nét đặc trưng của miHoYo ở mảng này nên cũng không có quá nhiều điểm nhấn nổi trội hơn. Với mình như vậy là đẹp rồi, không trông chờ gì thêm nữa đâu. Còn nếu muốn đón chờ tuyệt tác thì chỉ có gái đẹp mới là tuyệt tác đúng không anh em? Gameplay cuốn hút. Có thể nói gameplay của Honkai Star Rail mang lại cảm giác vô cùng mới lạ mà ta không thể tìm thấy ở Genshin Impact hay Honkai Impact 3. Điểm chung duy nhất giữa sản phẩm mới này và Genshin Impact đó là nằm ở lối chiến đấu gồm 4 thành viên. Tuy nhiên các nhân vật sẽ không thay phiên nhau ra sân mà cùng chiến đấu theo lượt, giống như các game đấu tướng hiện hành vậy. Mỗi kẻ địch đều sẽ có điểm yếu riêng, ta có thể lợi dụng nó để tối ưu lượng sát thương và nhanh chóng kích liệu chúng. Mỗi cá nhân đều sở hữu cho mình những vai trò và kỹ năng riêng biệt trong đội hình. Cách tấn công cũng khá là đơn giản, bao gồm tấn công thường, kỹ năng và chiêu cuối.
Mỗi khi sử dụng đòn đánh thường hay kỹ năng, ta đều có thể nạp cho chiêu cuối tương tự như Genshin Impact. Do đó, người chơi mới cũng sẽ rất dễ làm quen. Tuy không quá phức tạp như Genshin Impact hay là Honkai Impact Third, tựa game này vẫn có thể thỏa mãn người chơi bằng lối tấn công theo lượt cực lôi cuốn. Nhìn chung, Honkai Star Rail có gameplay không quá phức tạp, bạn sẽ dễ dàng làm quen ngay mà thôi. Cái thú vị của sản phẩm này chắc là đến từ hệ thống nhân vật đa dạng. Và giờ chúng ta hãy khám phá tiếp nào. Hệ thống nhân vật đa dạng. Honkai Star Rail sở hữu cho mình một hệ thống nhân vật vô cùng đa dạng và mới mẻ. Đặc biệt, có một số nhân vật ở đây được du hành từ vũ trụ Honkai Battered qua cổng không gian. Điều này sẽ khiến cho các fan của Himeko hay là Silly cảm thấy vô cùng hào hứng. Bên cạnh đó, từ game này còn có tới 7 nguyên tố Physical, Fire, Ice, Lightning, Wind, Quantum và Imaginary. Không chỉ vậy, các nhân vật trong Honkai còn được phân chia theo chức năng của mình như Destruction, tấn công, Fertility, hồi máu, trị thương, Hunt, ám sát, Concord, trợ lực, Noose, tấn công, Preservation, đỡ đòn, Nihility, debuff. Không chỉ như vậy, nhà phát hành còn tạo ra cho mỗi nhân vật một hoạt ảnh động khi dùng kỹ năng nộ, thậm chí còn hoành tráng hơn cả Genshin Impact. Các nhân vật cũng được xây dựng với những cá tính và đặc điểm riêng biệt khiến cho người chơi vô cùng thích thú. Âm thanh và giao diện. Bên cạnh đồ họa, Honkai Star Rail cũng được đầu tư vô cùng kỹ lưỡng về âm thanh. Những bản nhạc phù hợp lại được sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau như khi chiến đấu, khi làm quest. Không chỉ vậy, chất lượng âm thanh cũng vô cùng xuất sắc. Voice line lồng tiếng nhân vật lại càng thể hiện độ chịu chi của whole universe khi mà mỗi nhân vật lại có các voice artist ở nhiều ngôn ngữ khác nhau, từ Anh, Nhật, Hàn. Tất cả tạo nên một trải nghiệm nghe vô cùng là đã tai. Bên cạnh đó, giao diện của tựa game này khá tương đồng với Genshin Impact. Thế nhưng, điểm đặc biệt là mỗi nhân vật sẽ có một chiếc điện thoại được thiết kế cho riêng mình để mở giao diện menu. Đây có lẽ chính là điểm sáng tạo và khác biệt của Honkai Star Rail. Tuy nhiên, phần phông chữ có vẻ như chưa được tối ưu cho lắm. Có lẽ chúng ta cần chờ thêm vài phiên bản beta test nữa để có thể có những trải nghiệm hoàn thiện hơn. Honkai Star Rail là một tựa game có cốt truyện vô cùng tiềm năng, hứa hẹn sẽ có rất nhiều thứ để phát triển trong tương lai. miHoYo đã đầu tư vô cùng kỹ lưỡng cả về mặt đồ họa lẫn âm thanh, mang đến trải nghiệm mãn nhãn cả về phần nghe và phần nhìn. Bản đồ rộng lớn, đa dạng, nhiều loại quái và thử thách khác nhau. Đặc biệt, tựa game này có một gameplay vô cùng khác lạ với lối chơi chiến đấu theo lượt. Nhờ tất cả những thứ đó, phong cách chiến đấu trở nên đơn giản nhưng lại rất cuốn hút, phù hợp cho tất cả những newbie mới bắt đầu chơi. Ngoài ra, hệ thống nhân vật đa dạng cũng là một điểm sáng trong Honkai Star Rail. Các nhân vật từ Honkai Battered du hành đến càng tạo thêm nhiều cảm hứng cho người chơi. Tóm lại, Honkai Star Rail hội tụ đủ các yếu tố để trở nên thành công. Dựa vào những gì nó đã thể hiện, người chơi chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một siêu phẩm sẽ khuấy đảo làng game trong thời gian sắp tới. Và trên đây là những đánh giá chi tiết về tựa game Honkai Star Rail. Hãy theo dõi chúng mình để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị nha. Honkai Star Rail chưa có ngày ra mắt chính thức, nhưng mà anh em quốc tế cũng đã được test game ít nhiều rồi. Sản phẩm này đã có một đợt close beta lần 2 thành công vào cuối tháng 4 đầu tháng 5. Do đó, nếu không có nhiều sự thay đổi, game sẽ ra mắt vào đầu năm 2023 này. Nếu may mắn và nhanh hơn, sản phẩm có thể đến tay game thủ trong Tết đó. Hãy theo dõi Mặt Game Mobile để đón chờ những video kế tiếp về gacha nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.